Trở lại với hành trình đi về gia đình bá đạo của mình vậy. Ê, thanh niên này vẫn chưa về được và anh Switch vẫn đang còn trong đồn cảnh sát các bạn. Vãi cứ không kê và thằng thằng Gracie này, cái con Gracie này rồi mới vô thấy chửi rồi chán thiệt nha. Mới vô cứ ăn rồi ăn nghe chửi không hả bạn? Ok, mình sẽ làm cho thằng này đi cướp đồ bạn ơi, hình như đi cướp rồi bạn ơi. Catalina. Đây, khá là xa luôn bạn. Tới rồi nè bạn ơi, không biết vụ gì đây mà nó cướp ở đâu dưới đây nữa bạn. Cướp đâu trên đường mòn hay sao á? Không biết luôn á. Cái thanh niên này đường về nhà rất là gian khổ. Ý mình là gian khổ đó. Ngồi xe lên không nổi luôn. Đường mưa trơn quá. Ui 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 ui. Được không? Đậu xe cái nhẹ. Vô. First bay nữa hả? Đủ. Vô 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 vô. Cái con Catalina nữa bạn. Lại là con Catalina nữa bạn ơi. Thế là mình phải đi cướp rồi bạn ơi. Mình cần một chiếc xe nào đó nó gì hơn bạn. Ok, lần này là mình sẽ đi một cái gì đó. Ê, cái điện thoại. Lần này mình sẽ đi một cái ngân hàng thật là lớn luôn bạn. Ngân hàng thành phố ha. Càng gần càng tốt lên. Xe này là bao luôn, bao chạy luôn á. Lên đi, anh chạy cho. Thấy không, thấy bay không, giữ vậy cứ. Đó, ngon chưa, ngon chưa, giữ không, giữ không. Bay luôn nè, bay luôn nè, bay luôn nè. Ui, ui, ui. Sao ngồi lên xe của mình là mấy nãy sợ chứ ta. Thấy không, easy. Ôi, chết mẹ. Chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Ổn không, ổn không, ổn không. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Bơi vô, bơi vô, đi vô, đi vô, đi vô, đi vô. Rồi, tới rồi bạn ơi, tới rồi bạn ơi. Mày đâu, mày đâu, mày đâu. Bơi vô, bơi vô, bơi vô. Kêu đi bơi vô, đi bơi vòng vòng vô. Lên. Lên. Đi. Đi. Rồi lên rồi bạn ơi, lên, lên, lên. Đi, 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 đi kiếm xe, đi kiếm xe. Có cần một chiếc xe, đây đi. Đúng rồi. Đâu rồi. Lên, lên. Ủa không, khoan này. Nhỏ kia đâu rồi bạn. Hồi nãy mình chạy đâu các bạn ơi. Đây nữa bạn, nó gần đây luôn. Và xe con này hơi khỏe nha. Xe này là bao khỏe luôn. Ok, again, all the odds các bạn. Hình như đốt đốt nhà hay sao các bạn ơi. Gì đây? Đi vô hả? Checking betting shop. Ok, cướp hình như cướp cái gì ta? Rạp chiếu phim, rạp chiếu phim. Bắn chết mẹ, bắn chết mẹ. Đúng rồi. Gì vậy, gì vậy? Đặt ha, đặt ha các bạn ơi, đặt các bạn ơi. Mình cái này mình không biết luôn á, mình không biết làm sao luôn. Cứ quăng đại rồi, quăng vô, quăng vô. Cơm ngoại nó quăng vô, quăng vô. Mày xả vậy? Quăng vô cái mặt của nó. Ê, bà già, bà già, bà già. Ok, ok. Giờ sao, giờ sao? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ê, tao tính, tính, ứng. Ừ, ok. Rồi. Ứng. What the fuck? Ok các bạn, lại nè các bạn ơi. Không hiểu, không hiểu, không hiểu. Cái này là gì nha? Hay là cái này ta? Ok chưa? Ok chưa, ok chưa, ok chưa. Cái này quăng vô bạn. Hết đồ. Ôi, so the shutter red and hold. Đây bạn, đây hình như cái cánh cửa này các bạn ơi. Hình như cánh cửa bạn ơi. Không mở nó. Hết đồ. Bây giờ này mình hiểu rồi bạn ơi. Nè, còn một cái thôi, một cái thôi, một cái thôi. Rồi sẽ mình sẽ ứng vào đây. Né ra, né ra, né ra. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vô 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 vô. Rồi làm gì, làm gì. Ok, mình sẽ mở cái này ra nữa bạn ơi. Lẹ lên mấy ông đĩ cảnh sát không vô nữa bạn. Đó. Ok, chạy này ra nè. Đúng. Yes, 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 yes. Tiền, tiền, money, money, money. Biết không. Ừ, nãy tao có thể là tao bị lú thiệt. Ok các bạn, đi bạn ơi. Ok, đi, đi, đi. Bốn tội luôn, bốn tội luôn, quái kẹt. Phải không, cảnh sát không làm gì ta. Ok, mình sẽ qua cái bên cái Ray Ray kìa các bạn ơi. Sẽ đi đường rừng, đường rú các bạn ơi. Hai nhiệm vụ có vẻ khó nhất luôn á. Không phải khó nhất mà khó chịu nhất. Ôi. Ôi. Really nigga. Ôi. Má mày lăn tới mấy ông cảnh sát luôn, vãi cái sợ thiệt. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. You can do it, you can do it, you can do it. Vô, vô, vô. Ok. Vô, 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 mấy ông đó không biết bạn ơi. Chạy lẹ đi. Chạy qua bên đấy bạn ơi. Ok, hết tội rồi bạn. Nó hết biết rồi, nó hết. Yes, về nhà đó bạn. Quay, 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 quay. Má mày không biết si chay là lá hơi bị ghê. Ý là tôi bị đó. Ok. Coral hả? Ủa tao nhớ tao là CJ. Ờ, Coral Johnson là CJ đó, quên.
2.000 đô. Trời ơi, easy. Mình đi cướp riết các bạn. Hên là nó có xe đổ á, nên là mình mới đi với nó các bạn. Cứ gặp mình lú, nhưng mà nó cứ ăn ở đủ mình đi cướp riết các bạn. Nhưng mà kệ các bạn, giờ có tiền về nhà nó cũng dễ nên mình phải đi cướp thôi bạn ơi. Cướp nốt 2 cái. Đúng rồi, cần tiền để về nhà các bạn. Shit. Ở đây cũng có mấy cái ngân hàng khá là to luôn. Cái nãy không biết cái ngân hàng hay là gì mà không biết. Kìa, cái gì đây ta? Small Town Bank à, cái này mới là ngân hàng nữa bạn ơi. Ok. Sao tao có thể bôi được chứ? Chết bà, lên cảnh sát rồi bạn ơi. Cảnh sát rồi bạn. Này tao đâu biết đâu. Giờ sao? À. Giờ mình phải làm gì? À, bắn. Ê, đi cái két kia, đủ má. Cái két bên kia. Mày giữ nó đi. À, nổ cái két. Ok. Con đĩ Catalina nó ngu thật sự nha. Ok. Giờ tao thông minh hơn rồi nè. Ủa? Con mợ nó. Ôi. Ba cá luôn đó. Né ra. Mày né ra, né cái. Nó vẫn đứng đó, đố má. Sao tao làm quá trời, vẫn ngủm cụ tổi vậy mày. À, mình phải lấy cái két bên kia chứ các bạn, bên đây có mấy cái két luôn á. Đây mới đúng nè các bạn. Mày một cái. Bắn chứ. Minh này không? Ok, còn cái két bên đây nữa các bạn. À, này không phải cái két, không phải bắn cái két. Đi. Mày một viên. Còn đâu nữa? Mày một viên. Đi. Đủ. Oh, hello there. Lú ra chi vậy? Mày hả bội? Ôi, núp đi. Go. Ít không. Cậy thế nhỉ? Đâu nữa. Ok, tới rồi bạn. Con nào nó sẽ phụ mình không nha. Mẹ cảnh sát vô quá trời vô luôn mà không có nào phụ mình đó bạn. Gì vậy? Mấy má? Cảm ơn ship xe tới bạn. Ok. Ui, cái gì con? Sao bắn? Giờ tao chỉ theo mày thôi chứ tao không bắn được đâu nha. No one has ever done that. Wow. Còn cảnh sát nó cũng qua kìa. Unit standing 500 đô bạn. Tao tung nó cho. Mày điên hả? Tao nãy giờ tao chở mày nha con đĩ này. Chửi. Mày xạo chó, ngon. Mày cứ chạy để tao kéo được mà. Trời má, nó có chạy ra hơn mình đó bạn ơi. Cái con ngu này. Bắn ngay cái đầu. Mẹ. Cái đầu nha. Lên. Tao chưa. Mày đã ngu rồi, tao nói rồi. Mày chỉ có tao thôi, tao chở mày mới được. Kìa, tới nhà nè, không biết tự xuống hả mày. Chạy tới đúng tới nhà luôn bạn. 10.000 đô nha, not easy. Chửi nữa. Nữa hả? Nó nữa bạn. Ôi trời, có mấy cái mộ nữa bạn. Mấy con này giấu ghê vậy. Đâu? Đâu sao? Nhầm. Đi. Nó có xe cảnh sát nè. Mà tôi thấy chiếc xe này ngầu hơn bạn ơi. Lên. Có xe xịn không đi ba. Đâu rồi? Còn một chỗ cuối bạn ơi, chỗ cuối cùng luôn á. Nữa. Nếu con... Nữa. Ôi. Nói 10 lần như một, si chay lái 10 lần như một. Ghê không? Oh my god luôn. Đi con. Ngồi xuống đây, tôi nghĩ xuống là vừa đó. Rồi, kiếm chiếc xe cái đó. Mé nó nổ luôn bạn. Cảnh sát kìa bay. Nó sợ phải cứt. Đi, vô. Local Leeward Store các bạn. Local thôi các bạn ơi. Ủa gì vậy? À, mình sẽ dí theo cái bọn này mà không biết làm gì nó. Mày chạy đi mấy anh điểm này. Mày chạy đi. Chạy. Nó tản ra rồi các bạn. Cho thằng này trước. Sao chơi kỳ vậy? À, nó đây nè các bạn.
đi theo ai cũng tập hợp lại thôi bạn ơi. Ok, chơi mình này thôi, chơi mình thằng màu đó thôi. Mày xạo cho, ủa cũng ba thằng tập hợp, mày xạo một thằng lên dĩa. Ok các bạn, mình sẽ lấy cái ribcage là gì các bạn ơi. Cái vali. Ok. Tiếp. Thằng này ba thằng có ba cái vali nha các bạn. Uầy. Úi. Bắn trúng nha, đừ chuẩn. Không có nhạc rước cây các bạn. Thằng này éo có. Bà mày là con. Nani. Bắt bà mày là con. Ôi nó xuống phố luôn rồi các bạn ơi. Rồi bắn nó được không? Ok. Còn cái rước cây cuối cùng nữa các bạn. Ok. Hai ao là ở chỗ nào? Là chỗ cũ nữa hả? Tính ra dí xa phải cứt luôn các bạn ơi. Ui trời, văng xa thế. Con mở nó. Lên lại. Ui.